Ok, trước khi vào video thì mình sẽ giới thiệu một cái trang nạp robot mới. Thì trang này là do mình làm ra, kiarobot.com. Thì mọi người viết theo như vậy. Thì sau khi mọi người vào thì mọi người hãy gia nhập vô cái group Roblox mình đã để dưới này đây. Và sau khi gia nhập xong thì mọi người nhập tên tài khoản vào, bấm kiểm tra, khi nào nó hiện ra dấu check thành công thì chọn nhà mạng và nạp thẻ cào. Sau đó bấm vô cái ô này và bấm chữ giao dịch, vậy là xong. Ok. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi một cái Roblox là trò gì mày? Star Wars gì đó. Star Wars nữa. Ok, thì Star Wars Space Battle. Ok, thì hiện tại bây giờ mình và Bami đang lạc trôi trong một cái trận chiến giữa các vì sao. Yeah. Đấy. Ôi, à, ê, tao với mày là những con robot, chắc là tao với mày là những cái thứ sinh vật gì đó, nó lạ khác người rồi đó. Ê, có phi thuyền nè, có phi thuyền nè cô. Đâu. Thì phi thuyền tao thấy nãy giờ là ba, nãy giờ là có đang đi dạo xung quanh đây để coi coi thử coi ở đây nó có cái gì hot không á, để coi chôn về. Tao biết lên thuyền sao nữa. Đấy, ok, tao lên được rồi nè cô. Đợi xíu, lên mấy hồi, ok, đi lên thuyền thôi. Thì nếu như các bạn nào thích cái video này á, đừng quên bỏ lại một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình và Bami để nhận nhiều video cực kỳ hấp dẫn nha. Okay, ok, hay quá, có một cái thuyền không mà thanh niên, hai thanh niên này giành mất đi rồi. Vậy là energy on off, bấm nút y dài hoặc là chữ x đi. Ok, gọi lại con tàu khác. Ê, trời, chưa kịp leo nữa thiệt tình chứ. Ôi, thanh niên nào chọn con tàu này rồi. No, mình đâu có muốn con tàu này đâu. Mình đang thích con tàu này mà, chọn con tàu này đẹp thấy bà luôn, không xài. Lên. Đấy, con tàu này đẹp nè. Ê kia, tao tắt nhạc luôn rồi kia ơi. Ok, và mình sẽ bay đi thôi. Chứ, no. Trời ơi, chui gì nó mất hết máu rồi. What the hell, đùa nhau à. Tao mới nhạc đi, không có nhạc, đời tôi khô héo quá. Ok, ok, đây. Thì cái này để mình bật phím C lên để mình coi thử. Đó, mình thấy cái tim màu đỏ rồi, màu đỏ. Mau là để di chuyển nè, ok. Energy là phím Y hoặc là phím X nè. On off, throw up là lên xuống nè, lên xuống qua trái phải là WASD gì đó, mặc kệ nó. Rồi weapon toggle là thay đổi vũ khí là phím W nè. Ok, laser hoặc là chain gun này là súng gì nhỉ? No. Oh man, laser, súng laser hả? Ok. Để coi mình còn gì nữa, cặp phím G là đậu nè, còn phím R là attack, rush mode gì đó. R không biết. mở cách lại R này hình như là nó không có tác dụng gì ở đây hết á. Bấm nút Q đợi chút tí. Ok, nói chung là tạm thời là mình chỉ biết những cái thứ cơ bản như vậy thôi. Ừ. Ví dụ này, và bây giờ là mình sẽ đi bắn tụi nó. No. Game này là nó có tính số lượt chết nữa nên là mình cũng phải cẩn thận để mà khi mà mình ôi chín đạn rồi. Yes. May cái bưởi. Ok, và mình đã giết được một thằng và mình cũng về thành những sức luôn. What the hell? Ủa sao tao không thấy ai vậy ta? Đây, nó đây. Trời ơi, đùa nhau à, mới vừa giết xong cái về thành những sức luôn. Dí nó. Đụng. Nó cũng chết. Ở quanh lại. Ok, bây giờ là mình sẽ gọi ra lại con tàu nữa coi mấy con tàu gì đây. Còn thôi mình sẽ không chơi con tàu này nữa, mình sẽ chuyển qua con tàu khác. Tàu nào đây? Chắc tàu này đi. Ok, để coi cầu này nó sẽ như thế nào đây. Quẹ, cầu đâu? Yeah, chết nó rồi, hay quá, tao dưới đường thằng rồi. Ô ghê vãi. Đợi tao ra giờ nè. Bây giờ, ôi má ơi, chóng mặt quá. Game này phải nói là hơi chóng mặt một tí. Và bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình bay ra thôi để coi cái này nó sẽ có súng gì đây. Chain gun nè. Với lại missile. Oh, missile là đạn, lựu đạn. Ok, hỏa tiễn. Ok, đạn hỏa tiễn mất tích quy đổi vũ khí cho mọi người. Ok, khá là ngon. Đây, còn thanh niên đây, bắn nó. Ôi, nó có tự ngắm nữa kìa. Ôi, mà mình chưa kịp chỉnh nó thì tình chứ. Đó, thông minh nè. Ui. Đấy, ok, rồi chính xác, thanh niên về thành chính sức. Yes, mình đã giết được hai thằng rồi. Dạ, kia nó giết luôn rồi, cái lựu đạn thì... Vì mày, tao đâu có giết mày đâu mày. Tao cũng đâu có giành hàng của mày đâu, tao đang giết đứa khác mà. Ê, ê, qua giết tàu mẹ của nó kìa cu. No, tàu lên đây cái là thổ bạch khác đúng không? Ê, qua giết tàu mẹ của nó nè. Ủa, tàu mẹ của nó là tàu nào vậy? Chưa được, tàu mẹ nó màu đỏ cu. À rồi, thấy rồi, ơ, có biến tới. Này thì có biến. Yes.
Hay quá, mình giết thêm được một thằng nữa rồi. Quá chuẩn. Đây, có một thanh niên đây, chạy đi đâu? Anh nghĩ anh chạy được đi đâu? Bắn liền. Cái này game này nó y chang phải gọi là y chang game phi đội luôn. Game phi đội của VKC á, bạn nào có chơi qua là sẽ biết. Nhưng mà game đó mình không chơi. Cái phi đội đó lâu lắm rồi tôi ha. Ừ. Từ cái thời mà Audition. Ok. Bắn nó. Yes. Nó sắp chết rồi, Yes, hay quá. Giết tao giết được 5 thằng rồi nè cu. Ok. Và no, dừng lại. Chu cha. Đi cái này hơi bị phê đấy. Đó, con mẹ nó nè. Tao thấy con mẹ nó rồi. Bắn nó đi. Mày thấy chỗ nào có máu á, có hiện máu thì mày cứ bắn nó thoải mái. Ê, no. Vậy, nó kêu anh kia hack nữa chứ. Trời thiệt tình. Anh này là chơi game trong sạch không bao giờ hack nha. Để coi bây giờ là mình. Ủa đâu vậy? Sao không thấy đứa nào hết trơn vậy? Ở đây, thay này. Wow, ok. Giết lên được một đứa đó, 7 đứa rồi. Yes. Thôi quay ra lại. Ê, mày bắn cầu mẹ nó đi cu, Tao đang bắn cầu mẹ nó mà không thi nhê mà cầu mẹ nó dày quá. Trời ơi, mày kiếm cái chỗ nào có máu thì mày cứ bắn nó thôi. Ok, thêm một đứa nữa. Ok, và mình đã giết được 8 đứa rồi. Đấy, bây giờ là mình sẽ giết cầu mẹ nó. Ủa đâu rồi? Ok, và mình và Bami đã đổi lại team rồi. Hiện tại hồi nãy team hồi nãy là đổ quá ít nên là không thể nào mà chơi gì thì nó không có fair, nó không có công bằng lắm. Và bây giờ là mình sẽ ở bên đội đỏ và thanh niên Bami sẽ ở bên đội xanh. Cái mặt okay. Thì nhìn cuối với bà mà đặt không có fair được không? Và bây giờ là mình sẽ lựa con tàu nào nhỏ nhỏ thôi, con tàu nhỏ nhỏ nó mới bay nhanh được, tàu bự quá bay không có nhanh. Một rứa xong chứ. Wow, sao mà nhanh, trời ơi, sao mà ra đồng chứ gì? Ok, ui cha, đồng quá. Nó gà đạn lâu quá. Ôi, con tàu này nó khó lái bay. Ok, có thằng đi nào đây không? Có nè. Thấy rồi. Này thì đứng đó. Yes. Đây. Yes, hay quá, mình giết được một đứa rồi. Woo, quá chuẩn. Ôi, hỗ trợ Bami kêu kia nữa chứ sao nhanh như vậy, sao mấy thanh niên này nhanh như vậy. Ok, đây, xa là ai bắn hộp rồi, thiệt tình chứ. Nè. Mày cái bưởi. No, bắn hộp rồi. Ủa có tàu vàng. Đây, cẩn thận. No, trời ơi, nó lắc kìa, trời ơi, cần chứ đùa nhau à. Nó bị đứa nào móc rồi. Ai móc? Ai biết. Mày đứa nào móc mày. Nói coi đi, để coi lại coi hỗ trợ đứa đó móc tiếp cho. Chết nè. Ê, tao bay gần. Đây, có một cái. Ôi, sau lưng mình mà mình không biết luôn. Ủa, kinh đất bay lướt ngang qua mình luôn. Trời, lướt qua như một cơn gió vậy đó. Cái gì lướt qua như một con chó hả? Ừ, mày lẫn chó. Nghĩ sao vậy, đang đọc lướt kêu lướt qua như một con kêu lướt qua như một cơn gió mà biết mày nghe thành cơn con chó đâu ra hay vậy? Ai biết mà nó lướt chi? Nó kêu lướt qua như một cơn gió, nghe cái từ nghe nó rất là thân thương, thân thuộc, quất vô hình chó. Ủa, đây là bồ hả? À? Ủa, phải trưởng bồ mà mình tưởng ai, trời ơi. Ồ. Cho tôi bắn nó một cái đi. Đây nè, có một thanh niên nè. No, trời ơi, sượt qua rồi, thiệt tình chứ. No. Cái túng ta kêu ra chào chứ gì ta. Rồi, vãi trưởng thanh niên. Vãi, tìm mình mày, nó bay sau đó đâm thẳng vô cầu mẹ nó chết luôn. Vãi. Cái nó đổi tàu mà. Rồi, thiệt tình chứ. Không lấy nào còn được. Đây, nó đâu rồi, nó đây, thanh niên ngáo. Đây nè. Thanh niên ngáo đá. Thanh niên. Ui, mình quên đổi đạn. Dính, yes, dính rồi, dính đạn rồi. Rồi, ok, hay quá, mình đã giết thêm được. Ồ, giết thằng Bami luôn mới ghê chứ. Vãi đạn. Ta đang ngồi, ta thương lượng. Vãi cái thương lượng. Ở trong chiến trường là không có vụ thương lượng nha, cu. Ta đang hỏi. Quá, no, trời, cha mém. Mém nữa là ăn hành rồi. Mém nữa là rụng rồi. No, rồi, có đứa giành rồi. Hay thật. Mình giết được 2 đàn rồi. Mày giết được mấy đứa rồi, cu? Gì? Mày giết được mấy đứa rồi? Chưa được ai, ba đi vòng vòng mắng tao không, mà cái tàu nãy cùi quá.
Thì mày đổi cầu đi, hồi nãy mày lựa cầu gì đi, bây giờ mày lựa lại cầu đó. Ừ. Ủa cũng cái này luôn hả? Ui, ui. Okay. Có một thanh niên nè, có một thanh niên nè. Trời ơi sao nó không khóa? À, hay như để nó không vô ăn nhập với nhau vậy? Ok, nó không khóa thì mình cứ bắn thôi. Yes. Yeah. Trời, cái gì vậy? Trời. Ê. Trời ơi, hay quá nó cự. Quá đời heo, mình không biết nó bị gì luôn, mình bắn nó không được. Không được thì đừng bắn nữa. Thì có đâu bắn nó đâu, có chuyển qua đứa khác có bắn nè. Trời ơi, có đứa nó tự sát luôn kìa. Trời ơi, nó đang chạy mà nó đang bay mà nó bấm spray nó rớt ra ngoài chết luôn. Quái, cái bấm spray rớt ra ngoài nữa hả? Ừ, mày thử đi. Thôi đâu ngu. Không thử đâu mà, chứ đâu kia mày ngu đâu. À, thử là chết đó. Hay quá, tao dưới làm được một đứa nữa rồi. Yes. Ok, đây là một phút dành cho Fana. Thì Fana lần này là của hai bạn. Đừng để ý kênh và Trần Đăng Khôi. Bạn đừng để ý kênh, bạn vẽ cho mình cái skin của mình theo phong cách hot boy. Hỏi siêu hot luôn. Ok, còn bạn Trần Đăng Khôi vẽ cho mình khi mình đang chơi trò Dragon Ball Z. Lúc này mình biến lên từ Super Saiyan từ gì Super Saiyan thường mà lên Super Saiyan Blue. Đó, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có Fana thì cứ vô phần tin nhắn của fanpage, mình sẽ lựa ra và cho lên video này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại game thôi. Ui, nguy hiểm nè, nguy hiểm nè. Ở đây. Đấy, thanh niên này sắp chết rồi. Mình sẽ cho thanh niên này về thanh luôn. Dạ, về thanh chưa? Yes, hay quá. Ôi, và mi luôn, mới vãi chứ. Đúng vậy. Vãi và mi. Không thể nào kinh được. Đây, có một thanh niên chuẩn bị về thanh dưới sức nữa. À rồi, hay là cầm trúng cái cầu mẹ của mày rồi, thì cần chứ. Quái, thanh niên. Đây. Ồ, cầu này ngon ta. Trời, mình sợ cầu này nó không có gì ngon hết á. Okay. Ủa laser hả? Thôi laser không có chơi. Trời ơi, con ngồi vô cầu xong cái bị mất cánh tay luôn mới lầy chứ, thiệt tình. Mày ngồi vô tao bắt chi? Thì cầu rộng nó ngồi xuống mà. Chengen nè, ok, rồi chắc là đi thử xem. Rồi, hay quá, có rồi, có được một con cầu khá là ngon rồi. Ok, tiếp tục đi hành trình đi tìm thằng Bami mới được. Nó bay kê vậy. Ok, dính chưởng. Trời, cái nào bắn vậy? Ủa đâu rồi? Ủa vậy là cao bắn mày hả? Hay vãi. Cái lũ đạn. Thằng tinh. Hồi nãy tao thấy đứa nào đi bay ngang qua coi cho nguyên chế lũ đạn. Coi cho nguyên cái hạt kiện dí theo mới ghê chứ. Đây, ôi. Rồi, mấy nữa là công chúng cầu mẹ nó rồi. Tại gì đây? Đây tờ Sida. Ok, đâu rồi? Đây, có hai thanh niên màu đỏ, màu chấm đỏ đang ở đây. Có hết trơn rồi. Một cái tàn đầu hư không vậy? Có một đây. Ủa, ai đang đứng đây vậy trời? Ui. Thôi, cái gì mà dữ vậy? Có ai đang đứng đó vậy? Mày đi kiếm ai vậy? Không biết, đang đi kiếm địch, có bắn cho cây kiếm ai mày. Yeah, đây, ở đây ngồi đi. Ngồi vô con. Ok. Đây, ok, thấy hai thằng rồi. Chạy đi đâu nè. Chạy đi đâu. Bắn liền. Yes, chết rồi, yeah. Ok, hay quá, chưa chết mày ơi. Nó chưa chết. Phải. Và anh ấy đã chết luôn. Quá đã. No, bắn lộn. Yes. Để giết được một thằng nữa đây, có lên được 5 thằng rồi. Rồi con cầu mẹ của mày sắp chết rồi kìa. Bắn thì đứt thế nào rồi, nó đâu mất tiêu rồi, nó bay nhanh cái gì. Ủa cái này là cầu, ơi cầu này cầu mẹ của mình mà cho mình bắn lộn mới ghê chứ. Ok, có một người mới vừa bị sẹt qua đây. Không phải. Rớt rồi, vãi ra niên chưa gì mà nó bấm spray nó nhảy xuống dưới nó rồi, thiệt tình chứ. Game này là mình hơi choáng rồi đó. Wait, no. Né tránh, no. Trời ơi, né không kịp luôn. Rồi, ăn hành luôn thiệt tình chứ. Ôi, cái này một khi mà bị dính đạn là coi như là không thể nào mà né đạn được luôn ấy. Hên xui. Vãi cái hên xui. Mày chơi mày toàn mày ăn hên xui không mày? Ấy là nó mày hên xui chứ ba. Ok, đây là laser hả? Không, laser thì mình sẽ không chơi. Mình không chơi laser, mình sẽ chơi súng, mình sẽ chơi cái khác. Đây, cái này mới đúng nè. No. Ok, đi tiếp thôi.
Missile, missile, missile với lại Schengen. Hay quá, đổ một tàu vàng rồi. Wait, bay, có một thanh niên đứng ngay nhà mình bắn luôn kìa, trời ơi, lầy thật chứ. Đâu rồi? Ủa nó chạy đâu rồi? Đi đâu hết rồi. Ủa quá trời, rồi nó out luôn mới ghê chứ, trời ơi, đang chơi mà nó out khỏi game luôn thiệt tình chứ. Thanh niên hư cấu. Ok. Vãi. Vãi. À, mình thấy thằng Barbie rồi, ô vãi thiệt chứ. Rồi tao đang trên vũ trụ luôn à, phải. Không phải mày đang trên vũ trụ mà mày đang ở trên cầu mẹ đó. Oh no. Không ổn rồi. Rước tao mày. Tao rước mày bằng niềm tin à. Chết luôn rồi. Vãi anh đi. Rồi, tên lửa tới tao bíu tay. Đâu rồi? Xạo hả? Trời, hồi nãy thanh niên này canh me mình ra bắn là thiệt tình chứ. Ok, đâu ơi. Ra đây, chuẩn bị ra thành dưỡng sức. Chứ có gì đâu mà sắn nha. Trời chưa chết luôn, ôi lầy thật chứ. Kín thật. Trời ơi, tao công nhận luôn, cái con cầu bên kia nó quá trâu luôn á. Tao bắn hoài, bắn nó không chết luôn mày. Rồi, lên, được. Ôi, nó còn đầy máu luôn, mới vãi chứ. Ôi, thì cần chứ, đùa nhau à. Ok, không để nào kinh được. Sớt tôi khổ rồi. Chết không? Chết giùm cái đi. Ok, hay quá, đã giết được một thằng nữa rồi. Vãi được. Ủa giết con này. Ui. Rồi xong. Vãi ba mi thì cần chứ. Tao giết mày đó cu. Thì tao thấy mà chứ phải tao không thấy đâu. Vãi. Ôi giời, ba nhanh vậy. Ồ, oh, con cầu. Ồ, oh, à con cầu này được. Đây, con cầu này. Mình đang cần con cầu này. Tao có phương được đó không cu? Hả? Các chui vô tàu đối phương được không? Mình ra thấy đâu có chỗ đâu chui vô phải không? Không, mày chui vô cầu đối phương không được. Nhưng mà mày có thể đi bộ vô được. Ok, dính trưởng. Chết không? Ê, có tiện tới đâu. Dính. Tao nhảy. Ủa? Luôn rồi, tao bấm nhảy. Vãi, sao rồi. Như mày bấm Space G13. Thiệt tình chứ, tao đang giết mày nữa chứ. Thôi, ôi, bó ra luôn. Rồi, thằng Bobby nó không cho mình ăn, mình giết nó luôn rồi. Trời, tao cần chứ. Bobby điếm thúi. Ok, vô lại thôi. Nãy là mỗi lần mà bị tên lửa dí là quý tay rồi, thiệt tình. Ok, Bobby đâu rồi? Tao đang thì nhà lấy máy bay, chờ tao xíu mày. Yes, hay quá. Con công nó bể tiền luôn mới ghê chứ. Ok đi thôi. Ê, đi đâu vậy? Hay quá, team mình đang dẫn đầu với 13 điểm. Thì bên kia đang dẫn tiếp theo với 12 điểm. Phải cố gắng lên điểm mới được. Ờ, mà tao công nhận luôn là cái súng máy bên này nó yếu hơn bên kia nữa. Ok, dính chữ rồi, yes. No, trời ơi, overheat luôn mới lầy chứ. Thiệt tình. Dính nè, no, trời ơi. Và mi hay được cái cây Barbie rồi. Và mi sẽ về thành dưỡng sức. Yes. Hay quá, mình đã giết được Barbie rồi. Đúng tao mẹ rồi. Tao có giết mày mà ba. Tao giết mày trước khi mày tông vô cầu mẹ mà. À, cứ kìa nó ác dễ từ. Trời ơi là trời, nó cũng giết mình mà giờ mình giết nó kêu mình ác. Hồi thằng này ăn ỉa như thế nào ấy. Wait. Rồi. Chết luôn. What the hell? Đục. Ok, đi lên cầu lại mạnh nhanh lên mấy đứa ơi. Ê, vậy ơi. Ở đây cầu gì đây? Trời. Ok, đó. Hay quá. Rồi, bay luôn. Chết rồi. Trời ơi, bay ra. Có bay sao mà có hất luôn con cầu nó rớt xuống dưới luôn mới ghê chứ, thiệt tình. Một thanh niên sắp chết rồi. Đây, thấy rồi. Đang vô cầm ngắm của... Ow! Yeah, chết trời rồi. Trời chết luôn mới ghê chứ, trời ơi, cần chứ. Vãi! Vãi kìa, đang đi thấy anh lú đâu, chạy ngang qua cho anh qua tên lửa. Ôi, đi cần chứ, hai thằng nó cho tao cái quả cái lửa, cái chết ngắt luôn. No, mình lại. Yeah, nó chết luôn rồi. Vãi thật. Yeah. 7-6 luôn rồi. Rồi, tao lên tiếp đây.
Mình phải giết thằng Bami cho bằng được. Đáng cái nát cái thằng tên tất cả nè. Mày đâu? Mày đâu mà đứng đó mà mình chờ? Kiếm thằng chị ba. Tao kiếm mày để có giết mày chứ chị ba. Thôi đi chỗ khác. Chết. Thưa gặp trong quà. Trời ơi chưa chết. Đó. Thôi. Ok. Trời ơi nó cự đâm đầu nó chết luôn mới ghê chứ thiệt tình. Kìa, yeah, bay đi đâu? Anh bay đi đâu vậy? Bay đi đâu? Nó của nó bay ghê vậy. Ôi, no, trời ơi, bắn trúng đầu mẹ luôn rồi, thiệt tình chứ. Đúng rồi, dễ bắn trúng tao. Mày bay ngoài kia là mày trúng chắc rồi, nghĩ sao vậy? No, bắn thật. Đây nè, dính chết. No, chù cho nó không chết luôn, hai thằng công lẫn nhau mà nó không chết. Kinh vực vã. Hay được chứ. Rồi, trúng cái đít thì chết, tình. Ok, dính rồi, một thanh niên đã bị dính đạn rồi. Mà nó bay đâu mình cũng không thấy luôn, thiệt tình chứ. Ôi, chơi game mày rối não rồi. Chết. Ok, dính không? Trời ơi, không dính mới ghê chứ, thiệt tình. Ừ, dính nhưng mà không chết. Hay quá. Ủa thôi, mình không dính nó ta, trời ơi. Ok, dính rồi. Trời, nó không chết. Yes, hay quá, đã dính được rồi. Mình phải né liên tục mới được. Ủi cho người nó luôn rồi. Dính chắc rồi. Rồi phải. Ok. Hay quá, mình giết thêm được một đứa nữa rồi, 10 đứa rồi. Quá chuẩn luôn. Ở đâu rồi, đâu rồi, đây. Quay. Ôi, có kim là mặt đi màu xanh lá cây nữa hả, hư cấu gì. Ủa đây, kim ai vậy? À, bồ mình. Bà nhanh quá. Rồi, dính trưởng rồi, yes. Chết không, không chết. Trời ơi. Ok, hay quá. Mình giết thằng Barbie luôn. Thắng rồi, thiệt tình. Hãy đợi đấy. Đợi hả? Đứng đó mà đợi. Quá, ôi trời má ơi, nó bay loạn xạ làm cao chóng mặt của mày. Mày chết sao? Ok, thấy rồi. Dính trưởng rồi. Yes, có chết không? Không chết, trời. Nghe cứ la là biết con đứa nào rồi. Nó đâu vậy? Wow, rồi, tao chết. Mày bị tao giết chết rồi. Bị ai giết? Bị người ta giết cho mày, bị mày giết đâu. Ok, xong pha đi ra hiến máu lại thôi. Let's go. Em ra lò bị double kill luôn rồi, 9 điểm rồi. Gạt. Vãi. Dính chữ này, có một đứa chết. Ê, ok, hay quá, đã giết được một đứa nữa rồi. Quay. Đây. Trời ơi, thiệt cần chứ. Ăn đau quá, thanh niên nào giết mình vậy? Rồi, xa quá, nó đi xa quá, mình không bắn được nó. Xa quá, phải cái thanh niên, ok. Cái tội dám bắn bậy hả cưng? Nghĩ sao vậy, đứng sau lưng mình mà cứ quàng móc không. Quá, dính nữa. Rồi, về thành luôn, hay thật chứ. Một đó, hay quá, 10 điểm. Chiếc kè rồi, kè, bắn cái bằng súng nó súng thường. Vãi, ok, dần clip đi cu. Ok, mình với Kia xin video này tại đây thôi. Thì bạn nào thích video này nhớ like cho video và nhớ subscribe channel của mình với Kia để nhận nhiều video hay nhớ cho mọi người. Bye bye mọi người.